Xin chào tất cả bạn. Hôm nay Càng Long Mobi.com sẽ tiến hành review cái sản phẩm loa kẹo kéo của hãng ADS. Loa này mã hiệu là DB160A nhé. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình, đây là cái hộp đóng gói của hãng ADS. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Trung Quốc nha anh em nhé. Thì mình sẽ tiến hành mở sản phẩm cho anh em xem nó có những cái gì bên trong. Ok, bắt đầu nhé. Ok, anh em nhìn kỹ nhé, để mình xem có cái gì đây nào. Nó có một cái cục nguồn. Nguồn đây cái 9V1A nhé anh em nhé. Nguồn 9V1A. Ok, tiếp theo có gì đây? Mình xem nào. Chắc phải nhấc cả đây ra. Chúng ta có một cái mic anh em. Đây mình sẽ bỏ cái cục nguồn ra bên này. Chúng ta có một cái mic ADS. Đó, mic không dây luôn. Ok, bỏ qua bên nhá. Tiếp theo, nhân vật chính của chúng ta đây rồi. Đây còn cái gì nữa đây, em nhìn kỹ nhá. Chúng ta có một cái sợi dây đeo này, một cái điều khiển này và phiếu bảo hành. Ok, cứ bước hết qua đây đi. Đó, chúng ta mở cái sản phẩm này ra xem nó có cái gì bên trong. Đây, đây là nhân vật chính của chúng ta nhé. Loa kẹo kéo di động ADS, mã hiệu là DB160A. Thì mình quay lại gần xem cho anh em xem nó có những cái gì bên trong. Hạ camera xuống đó. Ok, nhảy đủ gần rồi. Thì anh em nhìn nhé, đây là cái loa kẹo kéo ADS160A. Đó, thì thiết kế của loa nhìn nó, loa này nặng gần 2 cân anh em ạ. Theo nhà công bố nhà sản xuất nó nặng cân 9. Đó. Cái bát này. Bát này bát 20 nhá. Anh em lưu ý nhá, bát 20 nhá, một găng tay người lớn này. Chúng ta sẽ có các phím điều chỉnh ở đây. Thứ nhất là chúng ta có một cái cổng USB này. Một cổng AUX này. Một giắc cắm mic có dây này. Một cái volume của mic này. Chỉnh vang này. Đề volume tổng nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ có nút mode này, chỉnh chế độ này, lặp lại này. Đây là cộng cộng thêm bass hay chép gì đó cho nó tăng lên. Đây bên này chúng ta có nút play stop này, tua đi tua lại này. Đó, và một cái màn hình ở giữa này. Đó, màn hình hiển thị. Xem nào, đằng sau. Khu vực đằng sau này chúng ta nhìn này. Công suất của cái loa này là 20W. Loa trở kháng là 4 ohm. Đó. Và độ nhạy là 90 decibel. Đây chúng ta có một cổng sạc này, 9V1A và một cái nút on off. Đây mình sẽ mở on lên xem nha. Đó. Ok. Em nhìn kìa, loa đã ấy rồi. Mình sẽ tiến hành thử lấy một USB cắm nhạc vào và một cái đôi pin để thử cái mic kia. Ok, trước tiên là chúng ta thử test cái USB này xem nhạc nó ra có hay không nhé. Âm thanh rất lớn anh em ạ. Chỗ non nước nhặt về pha nắng quê ta, nhưng không hết được sáng trên đồng ta. Ok anh em nhé, để mình thử chức năng hát karaoke của nó. Đây Bluetooth, bật chế độ Bluetooth nhé. Mình đã lắp sẵn pin vào đây rồi, giờ đang quét Bluetooth để ra một cái ý nữa khác để kết nối với mic. Mình đã quét Bluetooth để kết nối với lại cái điện thoại này để hát karaoke. Chắc là phải rút USB ra. À đây rồi.
Anh em nhìn nhá, nó đã nhận ra ADS Bluetooth rồi. Anh em kích vào đây này. Đã kết nối anh em nhá. Mình sẽ thử chọn một video là một video karaoke. Thử một mai giã từ vũ khí đi. Xì tô phát để mình thử mic trước. Alo. Anh em lưu ý nha, cái sản phẩm này nó sẽ hát karaoke hay hơn ở cái mic tích hợp đó. Alo. Đó mic rất là to này. Mình sẽ thử luôn. Rồi có một ngày, có một ngày chinh chiến và anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với lũy hào sâu, lỗ trong mai với những địa lôi đã bao phe, máu anh tuôn cho còn lại mãi đến bây giờ. Trà súng đạn này khi sạch lỡ sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Vui cùng ruộng đứa cùng đàn trâu, với cây đề có chút hàng cao, với con đề có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang quê dòng dề. Ok anh em, cái loa này hát karaoke rất là thích anh em nhé. Đó, thì đây là cái video mà test cái loa ADS DB160. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với cả mình, số hotline ở trên video. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Và nếu mà cảm thấy video này hay, anh em hãy like, subscribe kênh của mình. Mình sẽ thường xuyên review các sản phẩm về âm thanh. Cảm ơn anh em nhé.